Hiện tại thì Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và không ít lần các báo cáo về kinh tế toàn cầu đã cho rằng vài thập kỷ nữa thì nước này sẽ soán ngôi của Mỹ. Nhưng Trung Quốc khó có thể thành công nếu chưa giải quyết những vấn đề về dân số đang nghiêm trọng lên từng ngày. Và để hiểu thêm, xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ của ông Timothy Berson, người sáng lập Crosby, ngân hàng đầu tư độc lập lớn nhất vùng Viễn Đông. Ông cũng là tác giả của quyển Stumbling Giant, tạm dịch là gã khổng lồ loạn choạng. Quyển sách này nói về những mối đe dọa đến tương lai của Trung Quốc, mà một trong số đó là vấn đề về dân số. Thưa ông, đến năm 2030 thì số dân trên 65 tuổi của Trung Quốc sẽ là 300 triệu người, nhiều hơn tổng số dân tại Mỹ hiện tại. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nước này đó chính là một trong bốn vấn đề nhân khẩu học mà trung quốc phải đối mặt một vấn đề khác dĩ nhiên là chuyện lực lượng lao động ngày càng ít và vì thế chi phí nhân công phải tăng lên như vậy trung quốc cần thay đổi thay vì duy trì mô hình gia công giá rẻ thì giờ phải có kỹ thuật công nghệ cao vấn đề thứ ba là mất cân bằng giới tính điều này quá rõ ràng khi số lượng bé trai và bé gái sinh ra mỗi năm quá chênh lệch theo tôi đây chính là vấn đề nghiêm trọng nhất thực sự nghiêm trọng Vấn đề thứ tư của Trung Quốc là dân số nước này đang bắt đầu giảm, ảnh hưởng rất lớn đến nước này, bởi ngân sách của Trung Quốc lại ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên đối với một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Hãy làm một phép tính nhỏ, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 300 triệu người già. Bây giờ thì chưa có ai phải vào viện dưỡng lão, nhưng biết đâu đến năm 2030, chính phủ sẽ phải lo cho 50%, tức là 150 triệu người già. Khối ngân sách cho vấn đề này không hề nhỏ. Rất có thể chính phủ chẳng còn có thể xây tàu sân bay nữa chứ. Nam giới đang chiếm đa số tại nước này, chẳng lẽ chính phủ không nhận thức được điều đó hay sao? Có cách nào để họ cân bằng lại tình hình bây giờ không? Một trong những vấn đề trong nhân khẩu học là không có cách nào điều chỉnh nhanh chóng. Mọi người ai cũng nói, chúng ta sẽ giải quyết được thôi, cứ bỏ chính sách một con đi là xong. Nhưng mọi người không biết rằng chính sách một con không ảnh hưởng gì đến tỷ lệ sinh của Trung Quốc. Hãy nghĩ lại mà xem, cho đến năm 1979, chính sách một con mới được đưa ra. Lúc đó tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm 50%. Sau năm 1970, Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm. Chuyện này cũng xảy ra ở Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan, đâu có gì khác biệt, mặc dù mấy nước đó đâu có chính sách một con. Hiện tại toàn Đông Á đang đô thị hóa, phụ nữ đi làm nhiều hơn, mọi người kết hôn trẻ hơn, vì những lý do đó mà tỷ lệ sinh cũng giảm đi. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới và hầu hết mọi người đều cho rằng nước này sẽ tiếp tục như vậy, nhưng dường như quan điểm của ông thì hoàn toàn ngược lại đến cuối năm 2020, tất cả các dự báo đều cho rằng dân số Trung Quốc có thể chạm mốc 1,4 tỷ và sau đó thì bắt đầu giảm dần. Vấn đề gây tranh cãi là liệu nó sẽ giảm đến mức nào. Đầu tiên dự báo là giảm khoảng 1/3, nghĩa là đến năm 2100 dân số Trung Quốc sẽ giảm 450 triệu người. Sau đó có vài phân tích còn cho rằng không phải 1/3 mà là đến 2/3, nghĩa là đến cuối thế kỷ dân số Trung Quốc có thể ngang với Mỹ, khoảng 500 triệu dân. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm thay đổi toàn bộ chiến lược của nước này. Trong quyển Stumbling Giant nói về những mối đe dọa đối với Trung Quốc, ông cho rằng nước này đến cuối sẽ vấp ngã. Như vậy với tình hình nhân khẩu học như hiện tại, có phải đây chính là yếu tố khiến chuyện đó xảy ra nhanh hơn? Theo tôi nghĩ, nhân khẩu học là thử thách lớn nhất mà Trung Quốc phải vượt qua. Đây không phải là vấn đề có thể khắc phục nhanh chóng. Hiện tại nhiều chính sách tại Trung Quốc chưa được tối ưu hóa. Đó là lý do tại sao tôi nói gã khổng lồ này có nguy cơ vấp ngã. Nhưng như vậy không có nghĩa là Trung Quốc sẽ sụp đổ, sẽ biến mất. Ý của tôi là nước này đã có nhiều quyết định yếu kém, vì thế trong tương lai cần có những quyết định sáng suốt hơn để giải quyết nhiều vấn đề còn tồn động. Ví dụ như hệ thống tài chính chưa rõ ràng, môi trường ô nhiễm nặng. Để làm được, Trung Quốc cần những chính sách cải cách kiên định hơn. Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi này.